Trung Kiên Garden xin chào mọi người nhé Hôm nay Trung Kiên uh, Sẽ mở bán cho mọi người cái nô giấy Ấn Độ Loại này thì thân nó rất là to Loại này thì Nếu mà gióng thẳng lên thì nó đều cao trên 1 mét rồi 1 mét đến 1 mét rưỡi Mét đến 1 mét rưỡi rồi đấy Nhưng mà đây là mình cuốn vào thì nó Chiều cao nó sẽ thấp hơn Thân loại này thì uh, Toàn bằng ngón tay trỏ đến ngón tay cái rồi Thân rất là to Mập nhé Hàng giấy Ấn Độ này thì mình bán lẻ thì cũng bán như các cái loại khác. Mình bán đồng giá là 250 trên một cây. À, nếu mà các bạn mua từ 3 cây thì Trung Kiên sẽ à, bao ship cho mọi người. ngoài rất là to rồi. Cây thì mình sẽ ship nguyên chậu cho mọi người như này nhé. À, tất cả các hàng hoa giấy của nhà Trung Kiên thì Trung Kiên đều bao sống cho mọi người. Và... À, trong vòng khoảng độ tầm 1 tháng bao sống sau đấy thì nếu mà cây à, sau một tháng mà chết thì mọi người sẽ tự chịu trách nhiệm nhé cây ở đây thì rất là to size này là size size lớn size Ấn Độ này lá rất là to và khỏe nhé mọi người nhé đây là mặt hoa của cây này hoa Ấn Độ thì đầu tiên cũng nó cũng nở ra màu trắng này sau đó thì bắt đầu nó điểm cái màu hồng và nó à, hồng đậm và nó thành cái màu trắng hồng và nó chuyển màu từ màu trắng sang màu màu hồng đậm nhé màu hồng đậm này nó giống màu đỏ đây là màu hồng đậm này và đặc biệt là Ấn Độ thì nó có có hai loại màu luôn có những cái cây thì nó ra màu hồng này thì nó sẽ không chuyển trắng được nhưng mà từ trắng sẽ chuyển hồng nhé mọi người nhé với cây ấn độ này mà các bạn mua sỉ thì giá cũng sẽ rất là tốt à, tùy vào số lượng các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cả vườn nhà mình thì mình sẽ tính giá làm sao cho tốt nhất cho mọi người ở đây mình còn khoảng độ tầm vài trăm cây nên là tha hồ mọi người có thể đặt hàng nhé hoa đổi màu ấn độ mà cây nút dẫn ra hoa thì hoa nó rất là đẹp À, loại này thì các bạn cũng à, giống một thân để các bạn làm à, à, bàn trà cũng là làm loại cây to cũng dễ bởi vì cây này phát triển rất là nhanh. Cây rất là khỏe và phát triển nhanh. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với số điện thoại của vườn nhà mình nhé. Số điện thoại là 55055. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.